Thì nếu như là chúng ta lấy cái mốc là khoảng độ 60 năm tuổi thọ thì các bệnh nhân mà bị đái tháo đường ấy thì sẽ bị mất đi khoảng độ 6 năm tuổi thọ. Nếu như một hay nói cách khác là bệnh nhân đái đường sẽ bị chết sớm 6 năm. Còn nếu một bệnh nhân đái tháo đường mà lại có thêm nhồi máu cơ tim hoặc là tai biến máu não thì sẽ chết sớm vào khoảng độ 12 năm. Và nếu không may một bệnh nhân đái tháo đường lại vừa có nhồi máu cơ tim vừa có tai biến mạch máu não thì người đó sẽ bị chết sớm khoảng độ 15 năm. Và chính vì vậy vào năm 2015 trong cái đồng thuận giữa Hội đái tháo đường Hoa Kỳ và Hội nghiên cứu đái tháo đường châu Âu, người ta nhấn mạnh rất rõ là giảm nguy cơ tim mạch phải được coi là một cái mục tiêu chính của điều trị cho các bệnh nhân đái tháo đường bên cạnh cái việc là kiểm soát đường huyết. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét là các cái nguy cơ nào, cái yếu tố nào là gây ra các cái biến chứng tim mạch ở các cái bệnh nhân đái tháo đường. Thì cái điều đầu tiên tôi phải nhấn mạnh với tất cả các anh các chị đó là thường là các cái bệnh nhân đái tháo đường lúc mà được phát hiện ra thì thông thường người ta đã bị bệnh đái tháo đường trước đó từ 8 cho đến 10 năm, đồng nghĩa với chuyện là người ta đã bị có nguy cơ bị các biến chứng tim mạch trước đó nữa rồi. Tuy nhiên các nguy cơ bị biến chứng tim mạch thì nó không phải là chỉ xuất hiện khi mà cái đường máu cao đủ mức tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, mà các nghiên cứu gần đây ở trên các bệnh nhân tiền đái tháo đường đã thấy những người tiền đái tháo đường thì nguy cơ bị các biến chứng tim mạch gồm ngoài ra còn có cả biến chứng về thận, biến chứng về thần kinh và một số các bệnh lý khác đã tăng cao rất là rõ rệt rồi. Và như vậy thì người ta ước tính là lúc được phát hiện ra thì thực chất là các biến chứng tim mạch nó đã hiện diện trước đó vào khoảng độ 15 năm, và điều đó nó cũng cho chúng ta thấy là một cái thực tế mà không phải là hiếm gặp, là rất nhiều bệnh nhân đến lúc nhập viện thậm chí là tử vong hoặc là đi cấp cứu vì các cái nhồi máu cơ tim rất là nặng rồi thì mới phát hiện ra là có đái tháo đường. Vậy thì trong số muôn vàn vô vàn các cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây ra cái biến chứng tim mạch gồm có cả cái yếu tố nguy cơ kinh niên và không kinh niên, yếu tố nguy cơ thay đổi được và không thay đổi được, thì chúng ta xem xét là những yếu tố nguy cơ nào là chính yếu mà chúng ta cần phải tập trung vào. Thì đây là một cái nghiên cứu ở Thụy Điển kéo dài từ năm 1998 đến năm 2012. Người ta so sánh ở trên 271.000 các bệnh nhân đái tháo đường type 2 và nhóm chứng với lại 1.355.000 bệnh nhân đái tháo đường người bình thường, tức là ước tính là cứ một người đái tháo đường thì đi kèm với khoảng độ 5 người không phải đái tháo đường, và thời gian theo dõi trung bình trong một thời gian khá là lớn là khoảng độ xấp xỉ là 6 năm. Thì ở đây người ta nhận diện ra thấy là có 5 cái yếu tố nguy cơ nổi bật mà đó được coi là các yếu tố nguy cơ chính gây ra các biến chứng tim mạch cũng như là tử vong ở các bệnh nhân đái tháo đường, gồm có là đường huyết cao, cái thứ hai là huyết áp tâm thu cao, thứ ba là cholesterol tỷ trọng thấp, thứ tư là hút thuốc lá, và thứ năm là sự xuất hiện của albumin niệu, tức là một cái chỉ dấu của bệnh thận. Và người ta theo dõi khi so sánh thì người ta thấy là trong cái nhóm bệnh nhân, những người mà kiểm soát tốt cả năm yếu tố nguy cơ này gồm có huyết áp, đường huyết, protein niệu, hút thuốc lá và mỡ máu thì sẽ làm giảm rõ rệt nguy cơ tử vong và biến cố tim mạch. Và người ta tự tin nói rằng là nếu chúng ta kiểm soát rất tốt thì gần như là cái khả năng sống thêm của những người bị đái tháo đường type 2 này là gần như người bình thường. Và trong cái nghiên cứu này thì có một điều rất là đặc biệt mà tôi cần lưu ý với các bạn. Đó là những bệnh nhân mà đái tháo đường được phát hiện sớm ở tuổi trẻ mà đã có nhiều yếu tố nguy cơ thì đó sẽ là nhóm bệnh nhân có cái nguy cơ bị tử vong cao nhất, và người ta khuyến cáo là chúng ta cần phải điều trị tích cực sớm ở những cái bệnh nhân trẻ tuổi thì mới có thể làm giảm được các cái biến cố tim mạch. Vậy thì dựa trên những cái hiểu biết như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là điều trị và dự phòng các biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường thì như thế nào? Nếu chúng ta nhìn vào bệnh nhân đái tháo đường thì hiếm khi chúng ta thấy bệnh nhân đến và hiện diện với chúng ta chỉ có tăng đường huyết, cũng giống như là các bệnh nhân bây giờ đến với các bác sĩ tim mạch hiếm khi mà chỉ có tăng huyết áp đơn thuần, mà thường chúng ta sẽ thấy người ta đến với bệnh cảnh là rất nhiều các cái bệnh lý khác nhau, ví dụ như là đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, béo phì, rồi có thể có biến chứng thận, và rất nhiều các bệnh nhân chúng ta do cái được phát hiện muộn và không được điều trị tốt trên có thể đến với chúng ta rất nhiều các biến chứng, ví dụ như biến chứng thần kinh, biến chứng võng mạc, đái tháo đường và nhiều các cái bệnh lý đi kèm theo. Vì vậy, nếu như chúng ta muốn điều trị và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, muốn giảm được cái tỷ lệ tử vong thì rõ ràng nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải điều trị đa yếu tố nguy cơ đồng thời cùng một lúc. Và cái điều này nó thể hiện rất là rõ trong cái nghiên cứu Steno 2. Thì trong cái yếu tố trong cái nghiên cứu Steno 2 thì người ta đã chỉ ra rất rõ là nếu như chúng ta chỉ kiểm soát một yếu tố nguy cơ tim mạch thì không bao giờ chúng ta có thể làm giảm được quá 50% cái nguy cơ bị tử vong tim mạch.
Và như vậy, hay nói cách khác là muốn làm giảm được cái nguy cơ tử vong tim mạch thì chúng ta cần phải kiểm soát đa yếu tố nguy cơ. Và trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy là cái nhánh mà điều trị tích cực kiểm soát đa yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy rõ ràng là cái màu đỏ đấy, cái đường màu đỏ thì cái tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân, tỷ lệ bị các biến cố mà tim mạch cũng như tử vong tim mạch thấp hơn một cách có nghĩa thống kê so với nhánh điều trị thông thường, tức là chúng ta chỉ tiếp cận đi theo một hoặc là hai yếu tố nguy cơ. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét là cái giá trị của từng yếu tố nguy cơ nó như thế nào. Thì đầu tiên là và chúng ta đều thống nhất rằng là đối với các bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta rõ ràng là phải kiểm soát đường huyết. Và đây là kết quả của nghiên cứu UKPS, là một cái nghiên cứu mà rất là kinh điển, chỉ ở trên khoảng độ 3.000 bệnh nhân đái tháo đường thôi, nhưng nó tập trung vào những bệnh nhân đái tháo đường được mới phát hiện. Và cái điểm đặc biệt là trong nghiên cứu UKPS bắt đầu từ năm 1977 và nó vẫn được tiếp tục theo dõi cho đến ngày nay, cho nên là cái giá trị của rất là lớn. Thì ngay trong cái giai đoạn đầu tiên và kết thúc cái thời gian theo dõi vào năm 1997, tức là các bệnh nhân được theo dõi trung bình 10 năm sau khi đưa vào nghiên cứu, thì người ta thấy nếu làm giảm được 1% HbA1c, 1% thì các anh chị lưu ý là nó chỉ tương ứng với chuyện là chúng ta giảm được khoảng độ 2,2 đến 2,5 mmol đường huyết. Tức là nếu như chúng ta làm giảm được, đưa được cái đường huyết của bệnh nhân, một người đường huyết trung bình từ mức 10 xuống mức khoảng độ 7,5 hoặc 7,8 mmol trên lít, thì chúng ta sẽ làm giảm được rất nhiều các cái biến chứng mạch máu lớn và biến chứng mạch máu nhỏ. Ví dụ ở đây chúng ta thấy nó có thể làm giảm được đến 21% các cái tử vong liên quan đến đái tháo đường, giảm được 14% tử vong do mọi nguyên nhân, và đặc biệt là nó có thể làm giảm được đến 43% cái nguy cơ bị các cái biến chứng ở mạch máu ngoại biên, hoặc là giảm đến 37% các biến chứng ở thận hoặc là ở mắt. Tuy nhiên thì đấy, cái nhìn vào trong cái nghiên cứu kết quả cái KPDS, chúng ta sẽ thấy là dường như cái hiệu quả kiểm soát đường huyết nó rõ rệt hơn trên các biến chứng vi mạch. Còn đối với các thầy thuốc lâm sàng chúng ta thì tôi nghĩ là chúng ta quan tâm nhiều hơn làm sao giảm được các biến chứng mạch máu lớn, ví dụ giảm nhồi máu cơ tim, giảm đột quỵ và giảm tử vong tim mạch. Thì cái hiệu quả của kiểm soát đường huyết đơn thuần mà lên trên các biến chứng mạch máu lớn này thì chúng ta thấy dường như nó không phải là rõ ràng. Ví dụ đây là một cái phân tích gộp ở trên hơn 27.000 bệnh nhân, thì chúng ta thấy là có nghiên cứu thì thấy là có làm giảm được cái biến cố tim mạch, ví dụ trong nghiên cứu ACOR, nhưng mà cho những nghiên cứu ví dụ như là Advanced hoặc là UKPDS hoặc là VADT thì kết quả của nó là không rõ ràng. Và nếu kết quả phân tích gộp thì chúng ta thấy là dường như không làm giảm được các cái biến chứng mạch máu lớn, hoặc chỉ làm giảm vừa phải mà cái ý nghĩa thống kê của nó không có hoặc rất là ít. Khi phân tích sâu thêm trên 5 cái nghiên cứu về các bệnh nhân đái tháo đường type 2, mà đây đều là cái nghiên cứu lớn kinh điển, gồm có UKPDS giai đoạn đầu mà kết thúc vào năm 1997, sau đó những bệnh nhân được theo dõi tiếp tục cho đến năm 2007 và cho đến thời điểm tại gọi là UKPDS giai đoạn kéo dài. Rồi cái thứ hai, nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu Advan, nghiên cứu thứ tư là nghiên cứu ACOR và nghiên cứu VADT, thì chúng ta thấy dường như trên cái đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái gì, là trên các biến chứng vi mạch thì nó rất là rõ rệt, làm giảm được hầu hết tất cả các cái biến chứng vi mạch, mắt, thận đều làm giảm. Trên bệnh lý tim mạch thì chúng ta thấy là chỉ trong cái UKPDS giai đoạn kéo dài thì thấy là có làm giảm được cái bệnh lý tim mạch. Còn trên tử vong thì chúng ta thấy là cũng chỉ UKPDS giai đoạn kéo dài thì chúng ta mới thấy nó làm giảm được cái hiệu quả. Còn trên các nghiên cứu khác, tức là UKPDS giai đoạn đầu hoặc là Advan hoặc là VADT thì không thấy làm giảm được cái tử vong tim mạch. Thậm chí là trong nghiên cứu ACOR chúng ta lại thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lại tăng lên. Và sau này người ta mới lý giải đấy là cái thủ phạm là cái tỷ lệ hạ đường huyết ở cái nhóm nghiên cứu ở các bệnh nhân trong nghiên cứu Advanced thì là nó bị tăng lên và là đây là thủ phạm. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy, chú ý đến cái hai cái năm, trong năm cái nghiên cứu này thì cái khác biệt lớn nhất đấy là cái gì, chính là cái thời gian mắc đái tháo đường. Thì chúng ta thấy UKPDS là các bệnh nhân mới được chẩn đoán và được điều trị tích cực ngay, và Advanced và ACOR VADT đều là các nghiên cứu trên các bệnh nhân đái tháo đường đã bị từ 8 đến 10 năm rồi, đã có thể có một biến cố tim mạch hoặc là nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch rồi. Và đây có lẽ là chính là cái cơ sở để giải thích rằng là tại sao những bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì làm giảm được biến cố tim mạch, giảm tử vong, còn những bệnh nhân khác thì lại không thấy có. Và cái sự khác biệt về cái thời điểm bắt đầu chẩn đoán này nó được thể hiện trong cái mô hình. Thế thì đây là cái mô hình là các bệnh nhân mà UKPDS, chúng ta thấy với cái HbA1c các bệnh nhân ở giai đoạn rất là sớm, ngay khi được phát hiện chẩn đoán đái tháo đường với cái trục hoành đây thì chúng ta đã thấy là các bệnh nhân được điều trị ngay và khống chế được HbA1c. Còn với các nghiên cứu và đây gần như được coi là cái gì, trong một thời gian rất ngắn chúng ta đã đưa được cái đường huyết nó về bình thường
ở trong giai đoạn rất là sớm. Còn ngược lại, một loạt các nghiên cứu khác mà điển hình là ví dụ trong nghiên cứu VADT thì các bệnh nhân được bắt đầu được điều trị tích cực khi mà đã bị đái tháo đường 9 cho đến 10 năm rồi và HbA1c cao rồi, và chúng ta thấy cũng mất một thời gian đưa được HbA1c nó mới về bình thường. Và chính là cái khoảng mà thời gian mà chúng ta để chậm trễ đến khoảng độ 6 cho đến 10 năm này, HbA1c của bệnh nhân quá cao, nó là cái nguyên nhân nó gây ra các biến cố ở tim mạch và cái ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị cũng như là hiệu quả điều trị. Và nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy nó giải thích là UKPS, nếu chúng ta can thiệp giai đoạn sớm thì chúng ta sẽ làm giảm cái biến cố tim mạch. Còn ACOR, VADT hoặc ADVAN, nếu kiểm soát giai đoạn muộn hơn thì cái khả năng làm giảm được các biến cố tim mạch sẽ ít hơn. Cái yếu tố nguy cơ thứ hai mà chúng ta thấy rất là rõ đó là làm giảm được cái mỡ máu, mà cụ thể đây chúng ta thấy làm giảm LDL. Thì đây là kết quả một cái phân tích gộp của 14 nghiên cứu sử dụng statin trên khoảng độ gần 19.000 bệnh nhân so sánh với 71.000 bệnh nhân không đái tháo đường. Thì người ta thấy là thấy cái hiệu quả rất là rõ rệt của việc làm giảm cái LDL thì sẽ làm giảm được cái biến cố tim mạch ở đường. Và người ta ước tính là cứ giảm được 1 mmol cholesterol, LDL cholesterol sẽ làm giảm được 21% biến cố tim mạch. Và cái điều đặc biệt hơn là chúng ta xem xét lại trong nghiên cứu CAS, là cái nghiên cứu về sử dụng điều trị atorvastatin trên các bệnh nhân đái tháo đường. Người ta chia ra làm hai nhánh có và không sử dụng atorvastatin. Thì người ta thấy là kết quả là cái gì? Là nhánh có sử dụng atorvastatin thì làm giảm được biến cố tim mạch rất là rõ rệt. Và đây là một cái nghiên cứu mà các anh chị đều nhớ lại là cái nghiên cứu phải dừng sớm, bởi vì người ta thấy cái hiệu quả rất là rõ rệt ở cái nhánh bệnh nhân điều trị atorvastatin. Và đây là một cái nghiên cứu bản lề, vì nó chính là cơ sở để ngày nay các khuyến cáo đưa ra cái hướng dẫn điều trị là tất cả các bệnh nhân đái đường tiếp 2 trên 40 tuổi thì đều phải sử dụng atorvastatin cường độ mạnh hoặc là trung bình. Và trong trường hợp này, ở các bệnh nhân đái đường thì statin được coi là thuốc tim mạch chứ không phải là thuốc mỡ máu đơn thuần. Cái yếu tố thứ ba đó là cái kiểm soát huyết áp. Thì thưa các anh chị, là kiểm soát huyết áp có vai trò cực kỳ quan trọng, tôi nhấn mạnh là cực kỳ quan trọng ở các bệnh nhân đái tháo đường, vì đây là một cái thủ phạm mà nó gây ra các biến chứng tim mạch không kém so với đường huyết. Thậm chí là nhiều nghiên cứu cho thấy là một khi bệnh nhân đã có suy thận rồi, đái tháo đường đã có suy thận, thì việc kiểm soát huyết áp thì còn có vai trò hiệu quả cao hơn so với cái kiểm soát đường huyết. Thì xuất phát từ nghiên cứu Framingham, người ta thấy là một bệnh nhân đái tháo đường đơn thuần so với bệnh nhân đái tháo đường mà có tăng huyết áp thì người ta thấy là cái tỷ lệ tử vong sẽ tăng lên và biến cố tim mạch nó cũng sẽ tăng lên. Và không chỉ làm tăng các biến cố tim mạch, biến cố mạch máu lớn, nó còn làm tăng cả các biến chứng vi mạch, ví dụ là tăng huyết áp có thể làm tăng nguy cơ bệnh thận hoặc là bệnh võng mạc hoặc biến chứng thần kinh lên gấp khoảng độ từ 60 đến 100%. Và đây là một cái nghiên cứu gộp, người ta cũng thấy là nếu chúng ta làm giảm được khoảng độ 10 mm thủy ngân huyết áp tương thu, và tôi thấy là giảm 10 mm đồng nghĩa với chuyện là chúng ta có điều trị một cái thuốc huyết áp nào đó so với không điều trị. Tức là điều trị một thuốc thì hiệu quả nó làm giảm được khoảng độ 10 đến 15 mm thủy ngân, và bằng việc là có điều trị bất kỳ một cái thuốc nào đó thôi, chúng ta thấy nó làm giảm được tử vong do mọi nguyên nhân, làm giảm được tất cả các cái biến cố mạch máu lớn và làm giảm được tất cả các biến cố mạch máu nhỏ rất là rõ rệt. Bây giờ sang cái yếu tố nguy cơ thứ tư đó là bệnh thận. Thì nhìn vào trong sơ đồ này chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái gì? Nếu như ở các bệnh nhân đái tháo đường ở giai đoạn đầu thì thường đã có biến cố tim mạch rồi. Và nếu như cái người bệnh đái tháo đường đó có thêm bệnh lý thận, gần như là các bệnh nhân sẽ bị thêm một cú gọi là cú vồ giáng vào một cái búa gõ vào cái trái tim và đang vốn bị tổn thương rồi. Bởi vì khi mà bệnh nhân đái tháo đường mà có bệnh lý thận thì nó sẽ kèm theo nó xuất hiện thêm rất nhiều các yếu tố nguy cơ tim mạch nữa. Đơn giản ví dụ nhất chúng ta thấy là cái gì? Là giữ nước, là giữ muối, là huyết áp của bệnh nhân sẽ tăng lên, là các phản ứng viêm sẽ tăng lên, là về rối loạn dinh dưỡng, rối loạn về đông máu, và nó sẽ làm nặng thêm các biến cố về tim mạch rất là nhiều. Và đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rất là rõ là albumin niệu được coi là một cái yếu tố nguy cơ tử vong tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân, một yếu tố dự báo rất là rõ rệt. Chúng ta thấy là với cái tỷ lệ albumin máu tăng lên thì đồng nghĩa chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cũng như là tử vong do nguyên nhân tim mạch đều tăng lên rất là rõ rệt. Và như vậy thì chúng ta thấy là tổng kết lại, chúng ta thấy là để điều trị và dự phòng biến chứng ở tim mạch bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta cần phải làm cái gì? Cái đầu tiên là chúng ta phải thay đổi lối sống, chúng ta phải kiểm soát cân nặng, tăng hoạt động thể lực,
Và gần đây chúng ta thấy là tại hội nghị đái tháo đường của Hoa Kỳ tháng 6 vừa rồi thì đã đưa ra cái khuyến cáo mới về thay đổi lối sống và hoạt động thể lực cho các bệnh nhân đái tháo đường. Thứ hai là chúng ta phải điều trị rối loạn lipid máu và chúng ta nên sử dụng statin. Cái thứ ba chúng ta cần tác động đó là kiểm soát huyết áp và ít nhất phải đạt mục tiêu dưới 140/85 mmHg thủy ngân. Chúng ta phải kiểm soát đường huyết, thông thường là yêu cầu đạt dưới 7%, chúng ta phải bỏ thuốc lá và cái cân nhắc sử dụng aspirin hoặc các thuốc kháng tiểu cầu khác trong một số các cái trường hợp đặc biệt. Đó là về lý thuyết mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta đã đều biết, tôi chỉ có nhiệm vụ nhắc lại thôi. Tuy nhiên chúng ta nhìn nhận vào trong thực tế, thường thực tế nó sẽ khác xa lý thuyết rất là nhiều. Đây là một cái nghiên cứu ở Mỹ, người ta kéo dài chia các bệnh nhân ra bắt đầu từ năm 1988 cho đến năm 2010, xem xét trên cả bốn cái yếu tố nguy cơ chính. Thì chúng ta sẽ xem là cái hiệu quả làm giảm và đạt được cái mục tiêu là bao nhiêu. Nhìn vào đây chúng ta thấy trên tất cả các yếu tố gồm có đường huyết, huyết áp và mỡ máu cũng như là sử dụng statin thì chúng ta thấy trung bình chỉ khoảng độ từ 40-50% các bệnh nhân đạt được từng mục tiêu đơn lẻ và thôi. Và cái điều thất vọng nhất là cái gì? Là chúng ta thấy nếu như xem cái tỷ lệ bệnh nhân đạt được tất cả bốn cái mục tiêu này cùng một lúc thì chúng ta thấy là khoảng độ chưa đến 20% các bệnh nhân đạt mục tiêu, và đây chúng ta thấy là đến 81,2% bệnh nhân không đạt được cái ba cái mục tiêu cơ bản, đó là đường huyết, huyết áp và mỡ máu, dù là cái thời gian đã gần đây hơn, tức là đã có nhiều tiến bộ hơn trong vấn đề là về hiểu biết của chúng ta cũng như là hiểu biết của bệnh nhân cũng như là các cái vũ khí mà chúng ta có. Và rất là may mắn thì chúng ta thấy là gần đây chúng ta đã có thêm những cái thuốc đái tháo đường mới, nó giúp ích thêm cho các cái điều trị kinh điển kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Bởi vì rất may mắn đó là chúng ta có những cái thuốc điều trị đái tháo đường, nó không chỉ đạt được cái mục tiêu HbA1c, nó còn ít tác dụng phụ và đặc biệt nó còn có tác dụng bảo vệ thận và bảo vệ tim mạch. Và chúng ta thấy rất là rõ trong cái khuyến cáo của Hội đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2019 và năm 2020 vẫn nhấn mạnh đó là với những bệnh nhân đái tháo đường mà có nguy cơ tim mạch hoặc có bệnh tim mạch do xơ vữa, có bệnh thận hoặc có suy tim thì người ta khuyến cáo là chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng những cái nhóm thuốc đái tháo đường mới, ví dụ như động vật GMP1 hoặc là thuốc ức chế SGLT2, bởi vì đây là những cái nhóm thuốc đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ tim mạch, làm giảm suy tim và bảo vệ thận ở các bệnh nhân đái tháo đường type 2. Thưa các anh các chị, chúng ta đang sống trong cái đại dịch COVID và với sự bùng nổ rất là dữ dội ở trên toàn thế giới và cũng như là Việt Nam. Và rất tiếc là trong số 10 bệnh nhân mà tử vong do COVID ở Việt Nam chúng ta thì tôi biết ít nhất là có khoảng độ 2 bệnh nhân là đái tháo đường, và tôi cũng chưa rõ là trong số bao nhiêu các bệnh nhân mà đang chạy thận mà đang trong nguy kịch thì tôi nghĩ là cũng có ít nhất khoảng độ 30-40% các bệnh nhân mà trong số 100 bệnh nhân mà đang chạy thận mà đang có yếu tố nguy cơ rất cao hoặc là bị nhiễm COVID rồi đó là có nguyên nhân là đái tháo đường. Vì vậy thì tôi rất là vui mừng được chia sẻ với anh chị những cái thông tin mới nhất về điều trị đái tháo đường trong đại dịch COVID, cách thức như thế nào. Thì thưa các anh chị là không phải mọi bệnh nhân đái tháo đường thì đều có nguy cơ bị nhiễm COVID cao. Người ta nói là những bệnh nhân đái tháo đường, cái nguy cơ bị nhiễm COVID hay không, nó vẫn phụ thuộc vào vấn đề là chúng ta thực hiện các biện pháp dự phòng như thế nào. Và trong số những bệnh nhân mà đái tháo đường nhiễm COVID, không phải mọi bệnh nhân đều sẽ bị bệnh nặng, nhưng mà thường người ta sẽ bị bệnh nặng hơn. Đây là một cái kết quả của một nghiên cứu ở Trung Quốc, thì thấy là trong số những bệnh nhân đái tháo đường bị nhiễm COVID thì có 80% các bệnh nhân là sẽ ở cái dạng nhẹ, 14% là dạng nặng và có khoảng độ 5% là mức nguy kịch. Hay nói cách khác là 80% các bệnh nhân là tương đối ổn định, còn khoảng độ 20%, tức là 1/5 số bệnh nhân đái đường nếu bị nhiễm COVID thì thường là diễn biến nặng hoặc là nguy kịch. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao các bệnh nhân đái đường mà bị nhiễm SARS-CoV-2 thì sẽ có tiên lượng lớn hơn? Thì người ta thấy cái yếu tố đầu tiên đấy là cái gì? Là thường các bệnh nhân đái tháo đường mà đặc biệt những người kiểm soát đường huyết kém thì thường là có suy giảm miễn dịch. Cái thứ hai là có nhiều bệnh lý đi kèm. Ví dụ chúng ta thấy bệnh nhân đái tháo đường thì ngoài cái chuyện là bệnh nhân có thể là có bị tăng huyết áp, rồi có bệnh thận, rồi thì hay có rối loạn đông máu, kiểm soát đường huyết kém, người lớn tuổi thì cái béo phì cũng là một yếu tố làm nặng thêm cái tiên lượng và các cái biến chứng của
nhiễm COVID ở các bệnh nhân đái tháo đường. Yếu tố cái nguyên nhân thứ ba đó là người ta thấy là các bệnh nhân mà nhiễm SARS thì SARS nó lại tấn công vào một số các cái cơ quan ngoài phổi, ngoài tim ra, thì có thể liên quan đến cái vai trò của cái angiotensin converting enzyme 2, thì nó cũng tấn công vào cái tế bào beta và làm xuất hiện đái tháo đường mới hoặc làm nặng thêm cái tình trạng đường huyết. Và tất cả cái tình trạng đường huyết tăng lên này kết hợp với các cái stress mà bệnh nhân phải chịu đựng, rồi tình trạng viêm nhiễm trùng, thì đấy là yếu tố nguy cơ thuận lợi làm xuất hiện cái tình trạng nhiễm toan ceton hoặc là tăng ngưng thẩm thấu, và dẫn đến tất cả cái hậu quả cuối cùng là bệnh nhân sẽ có cái tiên lượng rất là tồi. Thì đây là cái kết cục của các cái nghiên cứu ở trên các bệnh nhân đái tháo đường mà nhiễm SARS. Thì chúng ta thấy xem xét trên các yếu tố là chúng ta thấy là tử vong này, bệnh nặng này, hoặc là bệnh nhân phải nhập viện ở ICU này, hoặc là phải nằm viện. Bởi vì chúng ta đều biết là tất cả bệnh nhân nhiễm COVID ở chúng ta thì đều nhập viện, nhưng ở nước ngoài chỉ những bệnh nhân nặng mới nhập viện thôi. Thì chúng ta thấy là trên tất cả các yếu tố này, chúng ta đều thấy cái tỷ lệ tử vong của các cũng như là bị biến chứng nhập viện hoặc là phải nằm tại các đơn vị hồi sức tích cực đều tăng lên rất là rõ rệt và có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó, ngược lại, có một cái nghiên cứu mà chúng ta thấy trên chỉ có 59 bệnh nhân thôi, thì đánh giá xem là cái khả năng sống sót của các bệnh nhân sau khi bị nhiễm, thì chúng ta thấy là cái gì, là rõ ràng nó lại ngược với lại các biến chứng, tức là cái tỷ lệ sống sót ở các bệnh nhân đái tháo đường lại thấp hơn một cách rõ rệt so với những người là không đái tháo đường, và chúng ta thấy giảm rõ rệt và có ý nghĩa thống kê. Thế thì chúng ta mới xem xét là vậy thì, và đây là một cái nghiên cứu nữa, cái này thì đến từ Trung Quốc, thì chúng ta thấy là so sánh giữa các bệnh nhân không bị đái tháo đường là màu xanh và những bệnh nhân bị đái tháo đường là màu đỏ, thì chúng ta thấy rõ ràng là những người bị đái tháo đường thì tỷ lệ tử vong cao hơn rất là rõ rệt, càng rất là rõ rệt, và thường cái tỷ lệ tử vong nó tăng lên rõ rệt sau khoảng một tuần khi mà bệnh nhân nhập viện. Và tính trong tổng số những cái bệnh nền, những cái bệnh lý mà là thủ phạm thúc đẩy các cái bệnh lý tim mạch sẽ nặng lên trong thời gian nhiễm COVID, thì chúng ta thấy có vai trò của bệnh lý tim mạch và đái tháo đường được coi là xếp đứng hàng thứ hai. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là trong số những bệnh nhân 13,2 các bệnh nhân mà đái tháo đường mà bị tử vong này, thì cũng có không ít là các bệnh nhân đã có đái tháo đường trong cái số này rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ xem xét tiếp là vậy thì những trong số những bệnh nhân đái tháo đường thì như tôi nói là có 80% bệnh nhân là tương đối là nhẹ, có thể điều trị ngoại trú được, và chỉ có 20% bệnh nhân nặng thôi. Vậy thì đâu là các yếu tố chỉ ra rằng những bệnh nhân đái đường sẽ có cái nguy cơ bị bệnh nặng? Thì cái yếu tố đầu tiên người ta thấy rất là rõ, đó là mức độ phụ thuộc vào mức độ kiểm soát. Ở đây trong tất cả các cái nghiên cứu chúng ta thấy có đến hơn 10 nghiên cứu này, thì thấy là các bệnh nhân mà có cái tỷ lệ HbA1c cao, chúng ta đều thấy là cái gì, tỷ lệ tử vong thì đều sẽ tăng lên, bị hội chứng suy hô hấp cấp ARDS hoặc là tổn thương tim, tổn thương thận, tỷ lệ tử vong đều tăng lên. Và trong khi đó cũng giống như cái nghiên cứu trước là chúng ta thấy cái tỷ lệ sống thêm là giảm rất là rõ rệt, rất là rõ ràng. Và đặc biệt cũng giống như là trong rất nhiều các nghiên cứu ở trên các bệnh nhân mà nhập viện, thì chúng ta thấy là cái số trong số những bệnh nhân nhập viện mà có đường huyết cao hoặc là được chẩn đoán đái tháo đường, thì người ta lại thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân đã biết đái tháo đường từ trước là ít thôi, mà đa phần là các bệnh nhân đái tháo đường là không được chẩn đoán, đến khi vào viện mới biết. Và cái điều này chúng ta đều biết là ở Việt Nam chúng ta thì cái số bệnh nhân mà không biết đái tháo đường là cao gấp đôi so với các bệnh nhân đái tháo đường. Và cái mốc mà người ta lấy cái ngưỡng là những bệnh nhân vào viện mà có đường huyết không đói là lớn hơn bằng 7 mmol trên lít, tức là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán đái đường, người ta chia ra, người ta sẽ theo dõi, thì kết quả là thấy cái gì, là ở trên cái chính tính trên hai cái thông số, tức là tỷ lệ tử vong trong vòng 4 tuần và tỷ lệ bị các biến chứng nặng trong vòng 4 tuần, thì những bệnh nhân mà mới được phát hiện đái tháo đường thì cái tỷ lệ bị các biến chứng và tử vong đều cao hơn. Chúng ta thấy là cái gì, là tỷ lệ tử vong cao hơn gấp khoảng độ 3 lần và tỷ lệ bị các biến chứng mà trong vòng 4 tuần đầu tiên điều trị đều cao hơn gấp khoảng độ hơn 2 lần so với những người mà chưa đã biết đái tháo đường. Và đây là một cái nghiên cứu ở Pháp, một cái nghiên cứu mới được công bố. Thì tôi rất là thích những cái nghiên cứu ở châu Âu, bởi vì là người ta làm bài bản và đặc biệt là trên cái số lượng bệnh nhân rất là lớn. Đây là một cái nghiên cứu công bố ở Pháp trên 1.317 bệnh nhân. Vì các bạn xem các cái nghiên cứu ở Trung Quốc thì đều dừng lại con số khoảng 100 đến 200 bệnh nhân mà thôi. Thế thì ở đây người ta mới trong cái nghiên cứu gọi là Coronas này, Coronado này, thì người ta mới xem xét là những yếu tố tiên lượng nặng ở các bệnh nhân đái tháo đường là cái gì. Thì chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố tiên lượng nặng ở trên các cái bệnh nhân đái tháo đường theo dõi cho đến ngày thứ 7 đấy là cái gì? Đó là người ta béo phì này,
những người mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ này, rồi thì cái bạch cầu lanh phu lúc vào là cao này, men gan cao này và CRP cao. Và đặc biệt là những trong số những bệnh nhân tử vong thì người ta thấy cái nguy cơ tử vong sẽ tăng lên ở những người tuổi cao, những người có biến chứng vi mạch hoặc là biến chứng mạch máu lớn, những người mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những người mà lúc vào thì thấy tuổi cao hơn, rồi thì có men gan cao, tiểu cầu giảm và cái CRP tăng, thì đấy là những cái yếu tố bên cạnh cái kiểm soát đường huyết dự báo rằng là các bệnh nhân này sẽ bị tiên lượng tử vong cao hơn. Vậy thì câu hỏi là vậy chúng ta sẽ điều trị những bệnh nhân này như thế nào, thì tùy là cái mức độ nhẹ, trung bình hay là nặng. Thì nếu bệnh nhân nhẹ thì thông thường người ta khuyến cáo là chúng ta có thể điều trị như thông thường, tất cả các thuốc uống hoặc insulin chúng ta có thể duy trì. Và dù nhẹ hay nặng hay trung bình, người ta đều khuyến cáo là các bệnh nhân đều cần phải tăng cái số lần đo đường huyết để đánh giá. Với những bệnh nhân bị mức độ trung bình thì người ta nói là chúng ta có thể là nếu trung bình, người ta chia ra trung bình nhẹ ấy, thì nếu bệnh nhân vẫn có thể ăn uống được thì chúng ta nên duy trì cái chế độ ăn thông thường. Nhưng nếu bệnh nhân không ăn uống được thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải ngừng các thuốc uống và chuyển sang insulin và theo dõi đường huyết của bệnh nhân tích cực hơn. Còn nếu bệnh nhân nặng và nguy kịch thì bắt buộc insulin truyền tĩnh mạch được coi là cái điều trị ưu tiên, kết hợp với lại các cái biện pháp hồi sức tích cực khác. Một cái điều lưu ý đó các bạn là với những bệnh nhân đái tháo đường mà chả may mà nhiễm Covid mà nhập viện thì chúng ta lưu ý cái mục tiêu đường huyết người ta sẽ thay đổi. Đó là cái gì? Đó là đường huyết trước bữa ăn là nên để dưới 7,8, đường huyết bất kỳ nên để dưới 10 mmol trên lít. Và đặc biệt ở nhóm bệnh nhân này có rất nhiều yếu tố nguy cơ người ta sẽ bị hạ đường huyết, trên lưu ý là chúng ta không nên để đường huyết dưới 5,6 mmol trên lít. Và nếu đường huyết dưới 5,6 mmol trên lít, chúng ta cần phải đánh giá lại cái phác đồ điều trị, vì bệnh nhân này là có nguy cơ sẽ bị hạ đường huyết. Thế thì trong số các thuốc điều trị đái tháo đường thông thường thì những thuốc nào chúng ta cần phải lưu ý trong quá trình điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2? Metformin thì cái ưu điểm của nó, người ta nói là không nguy cơ hạ đường huyết, nhưng mà nó rất dễ có nguy cơ gây nhiễm toàn lactic và nó nặng lên cái tình trạng, đặc biệt là các bệnh nhân suy thận, suy tim, tức là có nguy cơ rất là cao ở các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV. Cho nên là chúng ta không nên sử dụng, và đặc biệt nó có tương tác với lại cái Nopilavir là một cái thuốc mà chống virus. Đối với các thuốc ức chế D4 thì dường như là một cái thuốc là có nhiều ưu điểm và nó an toàn hơn cho các bệnh nhân đái tháo đường mà đang nhập viện nói chung và các bệnh nhân đái đường mà nhiễm SARS-CoV-2, nhưng mà nó cũng tương tác với khá là nhiều các cái thuốc điều trị COVID. Các thuốc ức chế SGLT2 là thuốc rất tốt cho các bệnh nhân đái tháo đường thông thường, nhưng mà đối với các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thì người ta nói đây là cái thuốc mà chúng ta cần phải ngừng đầu tiên. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó dễ gây ra cái nguy cơ là mất nước, rối loạn điện giải và cái nguy cơ tình trạng nhiễm toan cetone, mà như tôi đã trình bày đó là những cái biến chứng mà rất dễ xảy ra ở các bệnh nhân đái tháo đường. Cái thuốc mà sulfonylurea thì chúng ta cũng thấy là nguy cơ hạ đường huyết, chúng ta cũng không nên dùng. Và cái tương tác thuốc với lại các thuốc chống virus và đặc biệt là tương tác với hydroxychloroquine. Đối pioglitazone là cái thuốc mà nhóm TSD ấy, thì gần đây cũng thấy nghiên cứu là cái thuốc này dường như nó lại làm tăng cái biểu lộ của cái enzyme angiotensin converting enzyme 2 và cũng không khuyến cáo sử dụng cho các bệnh nhân nhiễm SARS. Và insulin gần như là cái phương án điều trị duy nhất, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là nó sẽ ảnh hưởng, có cái tương tác với lại hydroxychloroquine mà tí nữa tôi sẽ trình bày sau. Thế thì ở các bệnh nhân đái tháo đường mà nhiễm SARS-CoV-2, người ta thấy có rất là nhiều cái yếu tố làm nặng lên cái tình trạng đái tháo đường và đặc biệt làm cái dao động đường huyết của bệnh nhân nhiều hơn. Đó là cái gì? Đó là chúng ta đều biết là các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thì đều có cơn bão cytokine, và các stress này nó sẽ làm tăng cái đường huyết lên ở các, nhất là các bệnh nhân nặng nguy kịch. Cái thứ hai là chế độ ăn và giờ ăn thay đổi. Cái thứ ba là các stress nhiễm khuẩn sẽ làm tăng tiết các hormone đối nghịch, đặc biệt là glucocorticoid. Và đặc biệt người ta lưu ý là rất là nhiều thuốc, ví dụ như là dexamethasone là cái thuốc gần đây được đưa vào sử dụng để điều trị nhiễm SARS, hoặc là corticoid cho những bệnh nhân mà sốc hoặc là các bệnh nhân mà nguy kịch, đúng không ạ? Các thuốc chống viêm dạng non-steroid, đặc biệt là ví dụ ibuprofen cũng có nguy cơ sẽ gây làm hạ đường huyết. Và đặc biệt là các thuốc chloroquine hoặc hydroxychloroquine thì nó gây hạ đường huyết, đặc biệt là những bệnh nhân điều trị insulin hoặc SU. Bởi vì tại sao? Bởi vì các thuốc này nó có tương tác với quá trình mà thoái giáng của insulin hoặc là SU, và như vậy nó sẽ làm tăng cái tác dụng lên và nguy cơ gây hạ đường huyết. Và ngược lại thì các cái thuốc điều trị kháng virus, đặc biệt là nopilavir và ritonavir, thì cũng gây tăng đường huyết và làm tăng cái tác dụng của cái statin ở các bệnh nhân ấy đái tháo đường và đang nhiễm COVID. Tôi vừa trình bày là chúng ta điều trị những cái bệnh nhân thông thường
Còn với những bệnh nhân nguy kịch thì sao? Thì cho đến nay thì chúng ta thấy là không có đủ bằng chứng về dữ liệu về vấn đề kiểm soát đường huyết ở những bệnh nhân mà đái tháo đường nhiễm SARS-CoV-2 mà nguy kịch. Và người ta khuyến cáo là chúng ta nên điều trị những bệnh nhân này theo phác đồ giống như là cái bệnh nhân mà bị nhiễm toacetol, và cái insulin là cái thuốc mà sẽ được lựa chọn. Với cái nhóm bệnh nhân mà đông đảo hơn mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày là các bệnh nhân điều trị ngoại trú thì sao? Thì cách thức điều trị ngoại trú người ta thấy, người ta khuyến cáo chúng ta nên làm cái gì? Tức là chúng ta sẽ thứ nhất làm giảm số cái lần thăm khám, và cái này phù hợp với cái khuyến cáo của bảo hiểm và cho phép là chúng ta có thể khám bệnh nhân cấp thuốc 2-3 tháng một lần. Chúng ta sẽ nới lỏng cái mục tiêu kiểm soát đường huyết của bệnh nhân ra, và chúng ta sẽ phải lưu ý đó là bệnh nhân rất dễ bị các stress, và bệnh nhân này cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nhu cầu liên lạc với bác sĩ sẽ nhiều hơn. Và như vậy chúng ta sẽ có thể đáp ứng cái nhu cầu này của người bệnh bằng cách nào? Là tăng cường các cái thăm khám hoặc là tư vấn qua điện tử, đúng không ạ? Cung cấp các cái dữ liệu để cho bệnh nhân tự tiếp xúc, rồi cung cấp cho bệnh nhân những cái biện pháp mà để hỗ trợ về mặt tâm lý, tâm thần cho bệnh nhân, để giúp người ta có thể vượt qua cái stress này. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể hướng dẫn cho bệnh nhân tự cái điều chỉnh cái đường huyết khi mà người ta có, hoặc là điều trị trong những ngày bệnh nhân người ta bị ốm hoặc là bị cách ly, theo 4 nguyên tắc lấy từ cái chữ sick, tức là khi bệnh nhân bị ốm, gồm có đầu tiên đó là kiểm soát đường huyết. Nhấn mạnh là những bệnh nhân đái tháo đường mà bị ốm thì thường là đường huyết tăng, cho nên kể cả không ăn gì thì cái đường huyết của bệnh nhân cũng tăng, cho nên chúng ta sẽ phải đo đường huyết nhiều lần hơn, và chúng ta có thể là phải tăng liều thuốc tạm thời mặc dù là các bệnh nhân người ta lại không ăn được. Cái thứ hai là sử dụng insulin. Thì lưu ý là vì bệnh nhân có tăng đường huyết nên không bao giờ được ngừng các insulin hoặc các thuốc uống, và thậm chí chúng ta sẽ phải tăng liều. Và cái hướng dẫn này thì chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chỉnh liều cụ thể cho các bệnh nhân nếu người ta cần. Về chế độ ăn thì bệnh nhân phải đảm bảo uống đủ nước và ăn đủ carbon hydrate và có thể bù dịch. Và đặc biệt cuối cùng là lưu ý là bệnh nhân sẽ có nguy cơ bị nhiễm toacetol, nhất là các bệnh nhân đái tháo đường type 1, trên người ta phải khống chế đường huyết tốt và thử ceton niệu hoặc ceton máu để nếu có thì chúng ta sẽ phải xin ý kiến bác sĩ hoặc là đưa bệnh nhân đi khám. Thì thưa các anh chị, như vậy qua cái bài trình này thì có mấy cái thông điệp các anh chị cần lưu ý. Thứ nhất là các bệnh nhân đái tháo đường có tỷ lệ tử vong rất là cao, mà chủ yếu là do các biến chứng tim mạch. Và để hạn chế cái tỷ lệ tử vong các biến chứng tim mạch này thì kiểm soát đa yếu tố nguy cơ là con đường tốt nhất. Và chúng ta ưu tiên lựa chọn các thuốc đái đường không chỉ có tác dụng là làm giảm đường huyết mà còn có tác dụng bảo vệ tim mạch và thận. Và lưu ý là nếu chúng ta điều trị càng sớm ở những bệnh nhân mà trẻ tuổi thì cái hiệu quả mà chúng ta đạt được càng cao. Với những bệnh nhân đái đường nhiễm COVID thì nguy cơ người ta bị tử vong hoặc là bị nguy kịch hoặc là phải nhập cái khoa hồi sức tích cực rất là cao. Và với những bệnh nhân đái đường ngoại trú mà trong thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải có cái thay đổi kế hoạch điều trị phù hợp cho các bệnh nhân để vừa đảm bảo được cái hiệu quả vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vâng ạ, xin cảm ơn phần trình bày rất đầy đủ về biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường và phần cập nhật rất thời sự về kiểm soát đái tháo đường trong thời đại dịch COVID của tiến sĩ Bảy. Vâng ạ, quay trở lại trường quay ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bàn luận cùng các chuyên gia khách mời về các khía cạnh liên quan đến bệnh tim mạch ở người đái tháo đường. Xin lưu ý một comment tại group Facebook cũng như chatbook trên ứng dụng Zoom của chương trình. Luôn chào đón quý đồng nghiệp gửi câu hỏi thảo luận dành cho các khách mời ạ. Nhìn được, nhìn xinh với đi. Vâng ạ, thưa các thầy ạ, rất cảm ơn phần trình bày của thầy Bảy ạ. Qua phần trình bày của thầy thì một lần nữa chúng ta có cơ hội để nhìn lại một cách rất là tổng quan về bệnh nhân đái tháo đường nói chung, cũng như đặc biệt là các biến chứng tim mạch của bệnh nhân đái tháo đường, và một vấn đề rất là cập nhật thời sự đó là chúng ta kiểm soát và quản lý bệnh nhân đái tháo đường như thế nào trong thời kỳ đại dịch COVID. Thì để mở đầu cho phần bàn luận của chương trình thì ekip xin có một câu hỏi dành riêng cho thầy Bảy đầu tiên ạ. Trong lúc mà đợi các khách mời đặt câu hỏi về chương trình, đó là thầy có thể nói là hiện nay thì bệnh đái tháo đường là bệnh phổ biến trên thế giới, vậy thì cái dịch tễ đái tháo đường của Việt Nam hiện nay là như thế nào ạ? Cái đặc điểm đái tháo đường ở bệnh nhân tiếp, đặc biệt là tiếp 2 ở Việt Nam so với thế giới có khác gì nhau không, đặc biệt là trên khía cạnh là tổng thể các yếu tố nguy cơ ạ? Vâng, chúng ta có rất là nhiều các cái điều tra dịch tễ đái tháo đường, nhưng mà cái điều tra toàn quốc mà cuối cùng ấy, gần đây nhất chúng ta có được là năm 2012, và thông thường trung bình là 10 năm chúng ta sẽ làm lại, và hy vọng là trong vòng 2 năm tới chúng ta sẽ có cái con số mà đái tháo đường. Nhưng mà theo cái điều tra dịch tễ của năm 2012 trên những người từ 30 đến 69 tuổi thì cái tỷ lệ mắc đái tháo đường ở chúng ta đang vào khoảng độ 5,4%, và dường như nó cao hơn rất là rõ rệt ở những cái vùng đồng bằng, ở vùng miền núi, vùng thành phố so với vùng miền núi. Nhưng mà có hai cái chi tiết tôi quan trọng là trong cái điều tra dịch tễ này. Thứ nhất là cái tỷ lệ như tôi vừa nói, tức là cái tỷ lệ người biết đái tháo đường thì rất là ít, và có khoảng độ 66% các bệnh nhân là không biết bị đái tháo đường, và đồng nghĩa với chuyện là những người này nếu không có điều tra dịch tễ thì thường là được phát hiện muộn và sẽ có rất là nhiều biến chứng
Cái yếu tố thứ hai là bên cạnh cái tỷ lệ mắc đái tháo đường 5,4% thì thấy cái tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường là đến 13,7%. Và cái điều đó nó dự báo là trong vòng trong đến cái lượt điều tra dịch tễ mới vào năm 2022 thì cái tỷ lệ mắc đái tháo đường của chúng ta nếu nó leo lên đến khoảng độ 10% thì cũng không phải là cái gì lạ. Cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy ạ, để đến câu hỏi tiếp theo ạ. Qua phần trình bày của thầy thì có một các nghiên cứu, khi mà thầy điểm lại các nghiên cứu lớn về cái khả năng cải thiện các cái tỷ lệ tử vong cũng như các biến chứng tim mạch của bệnh nhân đái tháo đường thì phụ thuộc rất nhiều vào cái thời điểm mà chúng ta tiến hành can thiệp. Ở những bệnh nhân mà có đái tháo đường, thời gian phát hiện càng dài, việc chúng ta can thiệp tích cực mà muộn thì cũng không có mang lại cái lợi ích lớn dành cho bệnh nhân. Vậy thì theo ý kiến quan điểm cá nhân của thầy, ngoài việc là mình kiểm soát đầy đủ các yếu tố nguy cơ khác như tăng huyết áp, như mỡ máu, các chế độ ăn và vận động thể lực thì mình liệu mình có nên khởi trị sớm các cái thuốc đái tháo đường ở cái nhóm đặc biệt là tiền đái tháo đường không ạ? Thưa chị thì thưa các bạn thì cách đây 2 tháng thì Bộ Y tế đã có cái hướng dẫn điều trị tiền đái tháo đường, và buổi họp của các chuyên gia thì thống nhất là bây giờ chúng ta đái tháo đường, tiền đái tháo đường được coi là một bệnh vì nó có một cái mã cho bệnh nhân tiền đái tháo đường. Và cái chỉ định bây giờ thì bên cạnh cái cũng giống như đái tháo đường, tức là bên cạnh những việc thay đổi lối sống thì có cái chỉ định dùng thuốc ngay, và cái thuốc được khuyến cáo đó là metformin. Và metformin thì cho đến nay cũng đã được khoảng độ 54 quốc gia trên thế giới khuyến cáo là cái thuốc để sử dụng để điều trị tiền đái tháo đường, với hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là ngăn ngừa tiến triển từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường, và thứ hai là dự phòng các biến chứng tim mạch ở các bệnh nhân đấy tiền đái tháo đường. Bởi vì chúng ta đều biết các bệnh nhân tiền đái tháo đường thì như tôi đã trình bày trong cái báo cáo rồi là cái nguy cơ bị các biến chứng tim mạch đã cao hơn so với người bình thường rồi. Dạ vâng ạ, nhân tiện là thầy vừa mới đề cập đến vai trò của metformin trong điều trị của đái tháo đường thì là có một câu hỏi của bác sĩ Đạt đến từ Bệnh viện Bạch Mai ạ. Thưa tiến sĩ Bảy, thầy có thể cho biết là theo khuyến cáo của ESC và ADA có sự khác nhau về ưu tiên sử dụng metformin ở bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng tim mạch ạ? Thế thì trong thực hành lâm sàng thì bác sĩ ở Việt Nam nên theo khuyến cáo nào và mình áp dụng linh hoạt như thế nào ạ? Tôi nghĩ là chúng ta áp dụng linh hoạt theo khuyến cáo và áp dụng linh hoạt theo bệnh nhân. Thì thông thường ấy, thì chúng ta đều biết là metformin và các nhóm thuốc mới tôi hiểu chị đề cập đấy, ví dụ như ức chế SGLT2 hoặc đường vận GLP-1 với những cái hiệu quả rất là rõ rệt ở trên tim mạch và trên thận. Thì nếu như những cái bệnh nhân mà đã có biến chứng tim mạch rồi hoặc có nguy cơ rất là cao thì chúng ta cân nhắc có thể sử dụng các cái nhóm thuốc mới, bởi vì là cái hiệu quả của nó sẽ rất là rõ rệt. Còn đối với những bệnh nhân mà mới phát hiện mà chưa có các biến cố tim mạch hoặc chưa có yếu tố nguy cơ gì nhiều ấy, thì chúng ta có thể vẫn bắt đầu sử dụng bằng cái metformin. Bởi cái metformin thì nó cũng có những cái tác dụng trên tim mạch, nhưng có một cái ưu điểm đó là nó rẻ tiền, và chúng ta đã có rất là nhiều kinh nghiệm về cái điều trị thuốc này, thì vẫn là đối với các bạn ở các cái tuyến cơ sở thì cái việc sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Để câu hỏi tiếp theo thì em xin dành cho Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng ạ. Thưa thầy ạ, với vai trò của một người là một bác sĩ tim mạch, với các bệnh nhân có đồng mắc các bệnh lý tim mạch và đái tháo đường là rất là lớn, thế thì khi mà khởi trị cho bệnh nhân ở nhóm này, nếu chúng ta đặt sang ở bên cạnh khía cạnh về mặt kinh tế thì thầy sẽ lựa chọn thuốc nào là thuốc khởi trị đầu tiên? Thầy sẽ chọn SGLT2 hay là GLP-1? Và theo các nghiên cứu hiện nay mà chúng ta đã có các cái kết quả thì hai thuốc này thì thuốc nào theo thầy có ưu việt hơn hay là mình vẫn còn đang chờ đợi ạ? Vâng, thì thực ra là về khía cạnh của tim mạch thì chúng ta thấy có một cái thay đổi rất quan trọng trong năm vừa qua, là Hội Tim Mạch Châu Âu người ta đưa ra một cái khuyến cáo về điều trị bệnh nhân đái tháo đường, và trong đó người ta đã đưa ra rất là rõ là nếu những bệnh nhân mà đã có biến chứng tim mạch hoặc là những bệnh nhân có đa yếu tố nguy cơ cao thì khi đó là bệnh nhân nếu chưa từng dùng metformin thì chúng ta có thể khởi đầu ngay bằng cái việc là chúng ta lựa chọn là thuốc ức chế SGLT2 hoặc là thuốc đồng vận GLP-1. Đấy là chúng ta có thể lựa chọn như vậy. Còn nếu mà bệnh nhân đã dùng metformin rồi thì chúng ta cũng vẫn nên thêm các cái thuốc đó. Nhưng mà trong cái bản thân của chúng tôi cũng như ở Việt Nam thì thực tế là cái tiếp cận của chúng tôi với cái thuốc SGLT2, cái ức chế SGLT2 thì nhiều hơn, và cái tâm lý của người bệnh đấy là thuốc dạng uống. Do cho nên là trong thực tế thì chúng tôi thường tiếp cận là cho bệnh nhân là với những cái bệnh nhân tim mạch có đái tháo đường đã có những cái biến chứng tim mạch rồi hoặc là nguy cơ cao thì tôi bản thân tôi thì thường lựa chọn một cái thuốc ức chế SGLT2 cho những cái trường hợp như vậy. Và cá nhân tôi cũng có rất nhiều trường hợp là chưa từng dùng metformin trước đây, và tôi cũng áp dụng cái khuyến cáo như vậy là tôi sẽ khởi trị ngay bằng SGLT2. Còn thực tế nếu chúng ta nhìn vào trong cái khuyến cáo thì chúng ta vẫn thấy là chúng ta vẫn có thể lựa chọn hoặc SGLT2 hoặc là ức chế cái hoặc là cái thuốc đồng vận GLP-1 trong cái trường hợp như vậy để chúng ta
có thể lựa chọn. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta đọc kỹ một chút thì ngày mùng 5 tháng 8 có nghĩa là vừa cách đây một vài ngày, thì ngay cả các cái trường môn tim mạch Hoa Kỳ họ cũng đưa ra một cái đồng thuận mới về sử dụng các cái thuốc để ngăn ngừa biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường. Người ta cũng gần như là giống như cái khuyến cáo của châu Âu, chứ không còn sự khác biệt nữa. Có nghĩa là người ta cũng sẽ lựa chọn cái kiểu giống như vậy là SGLT2 ức chế hoặc là đồng vận GLP-1 để chúng ta điều trị khi bệnh nhân đã có các cái biến chứng tim mạch hoặc là khi các bệnh nhân yếu tố nguy cơ cao. Nhưng người ta chia làm hai nhánh một chút, nó có hơi một chút, người ta tương đối tỉ mỉ hơn, tôi thấy cũng khá là hay là gì. Đối với SGLT2 thì người ta hướng về cái phía ngoài cái bệnh lý sơ vữa cho tim mạch, nhưng mà người ta hướng về những bệnh nhân có bệnh lý về thận hoặc là để bảo vệ thận hoặc là cái suy tim. Còn ức chế đồng vận, cái thuốc đồng vận GLP-1 kia thì người ta hướng về những bệnh nhân có cái sơ vữa động mạch, bởi vì nó dựa trên các cái nghiên cứu lớn. Nhưng trong cái khuyến cáo đồng thuận của cái hội tim mạch Hoa Kỳ đấy, tôi thấy có một cái rất là hay nữa là sẽ chia các nhánh, trong đó có một cái nhánh là khi chúng ta quyết định cái cách điều trị đấy, nhưng chúng ta sẽ bàn luận với người bệnh. Nếu mà người bệnh cùng với bác sĩ là nhận thấy là có cái sự đồng thuận rất cao và cái khả năng chấp nhận của người bệnh trong cái việc là sử dụng thuốc uống hay thuốc tiêm, thì để lúc đó chúng ta bác sĩ cùng bệnh nhân sẽ lựa chọn quyết định là cái thuốc nào trong cái nhóm đó. Dạ vâng ạ. Dạ, thưa thầy Bảy ạ, thì quay trở lại về kinh nghiệm trong điều trị thực hành đái tháo đường Việt Nam ấy, thì hiện nay theo thầy thì trong nhóm bệnh nhân thầy điều trị thì cái việc mà tuân thủ những cái thuốc tiêm, ví dụ chẳng hạn như insulin hay là chất động vật GLP-1 ở Việt Nam thì có được cao hay không ạ? Điều này có, tại vì quan trọng nhất là trong đái tháo đường là việc bệnh nhân sử dụng thuốc điều đạn và tuân thủ điều trị, thì việc mà cái bất tiện của đường tiêm thì có ảnh hưởng nhiều đến cái khả năng tuân thủ điều trị của bệnh nhân hay không? Và câu hỏi thứ hai nữa là theo kinh nghiệm của thầy thì cái lo ngại và cái tỷ lệ nhiễm khuẩn đường tiết niệu khi bệnh nhân sử dụng chất đối kháng SGLT2 có nhiều hay không, và đây có là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân khó chịu và bỏ thuốc hay không ạ? Vâng, cảm ơn chị. Có một nghiên cứu trước đây khi mà so sánh thuốc ức chế DV4 và thuốc đồng vận GLP-1, nó đều là các incretin, thì người ta khi gạt riêng ra những cái tác dụng có lợi riêng của GLP-1, người ta thấy là chỉ trên hiệu quả kiểm soát đường huyết thôi. Người ta làm một cái nghiên cứu hỏi hai bệnh nhân là bây giờ có cùng một loại thuốc như thế này, hiệu quả nó như thế này, cơ chế như nhau, nhưng một đang uống và một đang tiêm thì bạn sẽ xem như thế nào, thì trên 80% các bệnh nhân chọn là thuốc uống, và trên 80% bệnh nhân nói rằng là nếu tôi được thuốc uống thì cái tuân thủ của tôi sẽ tốt hơn. Và cái tuân thủ là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi vì các nghiên cứu cho thấy là sau năm đầu tiên chỉ còn có 50% bệnh nhân tuân thủ tốt thôi, và sang năm thứ hai tỷ lệ tuân thủ các thuốc chỉ còn có thể xuống còn có đến 40% thôi. Vì vậy thì rõ ràng cái việc là mà khi người ta mới đi tìm hiểu sâu thêm xa thêm nữa là những yếu tố nào nó ảnh hưởng đến tuân thủ bệnh nhân, thì cái đầu tiên đó là thiếu kiến thức, thứ hai là thiếu tiền, thứ ba là tác dụng phụ, thứ tư là cái việc là dùng nó phức tạp quá. Thì như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cái việc thiếu đó là cái lợi điểm so với cả cái việc thích tiêm cho bệnh nhân, trừ khi người ta bệnh nhân mà được bác sĩ kiểm tra rất là rõ thì tiên là nó còn cái việc rất tốt hơn so với lại cái việc thích khác, và chúng ta phải rất là chú ý vào vấn đề cái tuân thủ điều trị. Dạ, xin phép thầy Bảy ạ, em sẽ quay trở lại với thầy Bảy trong một ít phút nữa. Cái mic của mình cần phải thay một chút xíu ạ. Trong lúc chờ đợi sự cố kỹ thuật một chút để thầy Bảy có thể thay mic để trao đổi với quý đồng nghiệp rõ ràng hơn, thì em xin có một câu hỏi dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng ạ. Thưa thầy, là có một bạn đồng nghiệp đặt câu hỏi là ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có nhồi máu cơ tim không ST chênh, thì quan điểm điều trị hiện nay đâu là tối ưu cho bệnh nhân, chúng ta điều trị nội khoa tích cực hay là can thiệp ạ? Dạ, xin mời thầy Hùng ạ. Tôi chưa hiểu ý câu hỏi của bạn là điều trị nhằm vào cái đái tháo đường hay là nhằm vào cái bệnh nhân ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh ạ? Nhồi máu cơ tim không ST chênh điều trị nhồi máu cơ tim ạ. Vâng, thì nếu trên phương diện chung thì cái việc mà chúng ta điều trị bệnh nhân có đái tháo đường hay không có đái tháo đường thì vẫn phải tuân thủ một cái khuyến cáo giống nhau. Chỉ có vấn đề là đái tháo đường thì chúng ta sẽ phải khống chế đái tháo đường như nào, thì thầy Bảy đã nói rồi, tốt nhất trong dạ cấp là chúng ta dùng insulin. Nhưng với cái chiến lược thì chúng ta tiếp cận một bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không có ST chênh lên, kể cả đái tháo đường hay không đái tháo đường, thì chúng ta phải phân tầng nguy cơ. Bệnh nhân là nguy cơ rất cao, cao, thấp hay vừa, nó dựa trên là gì? Cái tính chất đau ngực bệnh nhân, rối loạn huyết động, tăng cái troponin hoặc là cái thay đổi điện tâm đồ, thì chúng ta phải phân tầng được nguy cơ, hoặc chúng ta chấm bằng cái thang điểm GRASS. Thì nếu nguy cơ nó rất cao thì ngay lập tức phải can thiệp. Ví dụ bệnh nhân đến đau ngực không ổn định, hoặc là nhồi máu tim không ST chênh lên, đã tăng men tim, có rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động, thì ngay lập tức phải can thiệp càng sớm càng tốt, trong vòng 2 giờ cố gắng phải set up được. Còn với nguy cơ cao thì chúng ta cũng lại phải cố gắng can thiệp sớm, trong vòng
làm sao trong vòng một ngày. Nguy cơ vừa thì cũng vẫn đến 72 giờ là cũng vẫn có can thiệp. Còn nguy chỉ có nhóm nguy cơ thấp thì với những cái bệnh viện mà không có điều kiện mà chúng ta can thiệp ấy, thì chúng ta điều trị nội khoa tối ưu, chúng ta biến nó thành một cái bệnh mạch vành ổn định và chúng ta đánh giá lại. Còn với những cái trung tâm can thiệp thì cái khuyến cáo mới nhất của năm 2018 của Tim Mạch Châu cũng vẫn có thể mang bệnh nhân ra để chúng ta chụp xét can thiệp. Tuy nhiên không phải là cấp trong những cái giờ đầu mà lúc đấy chúng ta có thể có sự trì hoãn. Do đó cho nên đấy là vấn đề hết sức là rõ ràng. Là có nghĩa là câu hỏi dành cho quý đồng nghiệp chủ yếu là đầu tiên là chúng ta cần phải biết là thời điểm bệnh nhân đến có rối loạn huyết động hay không, chúng ta phân tầng nguy cơ trên thang điểm của GRASS ạ, chiến lược điều trị hay không ạ. Dạ vâng ạ. Quay trở lại với tiến sĩ Bảy ạ, thầy có thể giúp chúng em trả lời tiếp câu hỏi về các cái tuân thủ điều trị và tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng chất đối kháng SGLT2 được không ạ? Vâng, thuốc điều trị SGLT2 thì tôi nghĩ là bây giờ khá là nhiều các bạn đã sử dụng và tôi nghĩ là các bạn đã có kinh nghiệm. Nếu như giai đoạn đầu thì thường người ta lo ngại rất là nhiều về cái tác dụng phụ được coi là phổ biến nhất, đấy là nhiễm khuẩn, và cụ thể người ta nói rõ nhất, phổ biến nhất đấy là nhiễm nấm đường sinh dục chứ không hẳn là cái tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu. Vì cái tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu thì nó không phải là cái đáng ngại, vì đa phần người ta thấy là cái nhiễm khuẩn nó nhẹ và đáp ứng với cái điều trị kháng sinh và các cái điều trị bổ sung khác, ví dụ như là vệ sinh sạch cái bộ phận sinh dục. Tuy nhiên thì người ta thấy là một cái biện pháp mà nếu chúng ta thực hiện tốt thì nó sẽ làm giảm được cái tỷ lệ mà nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm nấm đường tiết niệu sinh dục rất là nhiều. Đấy là cái gì? Là chúng ta khuyến cáo cho bệnh nhân người ta uống nhiều nước, đặc biệt là về mùa hè, thì chúng ta đều biết là các bệnh nhân dùng thuốc ức chế SGLT2 thì đều được khuyến cáo uống thêm khoảng độ từ 350 đến 500 ml nước, tức là một cái chai la vi nhỏ. Và cho đến nay thì người ta thấy đó là cái tỷ lệ không phải là cái biến chứng hay gặp và không phải là một cái rào cản lớn trong vấn đề sử dụng các thuốc ức chế SGLT2 cho các bệnh nhân đái tháo đường. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy ạ. Thưa thầy ạ, em nhân câu trả lời của tiến sĩ Bảy về việc mà Bộ Y tế và các chuyên gia vừa mới họp lại để chúng ta khởi trị bệnh nhân tiền đái tháo đường, thì có một câu hỏi rất hay đến từ bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang ạ. Câu hỏi dành cho cả hai thầy ạ. Câu hỏi là liệu chúng ta có nên dùng SGLT2 cho bệnh nhân tiền đái tháo đường hay không ạ? Dạ, xin mời thầy Bảy trả lời trước ạ. Vâng. Thực chất thì cho đến nay thì các cái thuốc mà có tiềm năng để dự phòng cái tiến triển của tiền đái tháo đường thành đái tháo đường có rất là nhiều thuốc, các nghiên cứu. Chúng ta có metformin, chúng ta có acarbo, chúng ta có các TZD và điển hình ngày xưa là có rosiglitazone. Rồi chúng ta có các thuốc ức chế SGLT2 cũng thấy có hiệu quả rất là tiềm năng. Và đặc biệt các anh chị đều biết là trong nghiên cứu mà DAPA-HF thì người ta thấy là các bệnh nhân mà dùng dapagliflozin thì lại làm giảm được cái tiến triển từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường đến 32% ở những bệnh nhân suy tim. Và đấy là cái con số mà người ta thấy là nó tỷ lệ, nó làm giảm được cái tỷ lệ tiến triển thành đái tháo đường. Tương tự trong một cái nghiên cứu rất là lớn ở Trung Quốc và rất là nổi tiếng, đấy là nghiên cứu Daking. Tuy nhiên thì cho đến nay thì các khuyến cáo mới tập trung vào sử dụng cái metformin, là vì tại sao? Là cái bằng chứng của nó rất là rõ ràng và có rất là nhiều các cái nghiên cứu nó ủng hộ. Thế còn trong tương lai tôi nghĩ là chúng ta có thể đặt vấn đề là sử dụng các thuốc ức chế SGLT2 để dự phòng cái tiền đái tháo đường. Vâng ạ, dạ con thầy Hùng ạ, ý kiến của thầy về vấn đề này. Phải tuân thủ theo cái ý kiến của các chuyên gia về đái tháo đường thì nó rất rõ ràng là chúng ta chưa có khuyến cáo nào sử dụng các cái ức chế SGLT2 ở những cái bệnh nhân tiền đái tháo đường. Tuy nhiên những các cái nghiên cứu mà chúng ta xem được nó rất là hứa hẹn, đặc biệt là những cái nghiên cứu ở những cái bệnh nhân tim mạch mà không có đái tháo đường, ví dụ trong DAPA-HF ở trong những bệnh nhân suy tim, thì lại thấy là bất kể có đái tháo đường hay không đái tháo đường thì nó cũng có lợi ích nhất định. Do đó cho nên là bản thân tôi thì tôi nghĩ là trong một cái tương lai cũng không xa, với những cái kết quả nghiên cứu đó, với cái tiềm năng như vậy, thì cũng sẽ chúng ta cũng có thể rất là có nhiều hứa hẹn và có thể sẽ sử dụng nó trong những đối tượng bệnh nhân tim mạch, ví dụ như bệnh nhân suy tim mà mới có tiền đái tháo đường chứ chưa cần phải có đái tháo đường, thậm chí không có đái tháo đường chúng ta cũng vẫn có thể sử dụng, hoặc là một số các bệnh nhân có tiền đái tháo đường nhưng đã có những cái biến chứng tim mạch hoặc những cái nguy cơ khác, chưa kể là những cái thông tin như thầy Bảy vừa đã nói rất rõ là thậm chí nó còn làm chậm trễ hoặc là nó không làm cho bệnh nhân biến từ tiền đái tháo đường thành đái tháo đường như trong nghiên cứu chỉ ra, thì tôi nghĩ về lâu dài thì sẽ rất là hứa hẹn như vậy. Vâng, nhưng mà chỗ này tôi muốn thêm một cái thông tin là dù có dùng thuốc gì thì cái thay đổi căn bản vẫn là thay đổi lối sống. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần dùng đến thuốc, bởi vì là cái thay đổi lối sống thì cái hiệu quả rất là tốt nhưng mà thường nó không đủ. Khó.
khó thưa vị. Vâng ạ. Thưa thầy ạ, nhân khi mà chúng ta đang nói về thuốc ức chế SGLT2 là tức là rất là đang hot hiện nay, thì có một câu hỏi rất là thực tế của một đồng nghiệp là bác sĩ Thắng ở bệnh viện Phú Thọ. Bác sĩ có hỏi là thưa thầy là ở một bệnh nhân mà chúng ta đang điều trị và kiểm soát đường huyết tốt bằng các cái thuốc kinh điển, ví dụ chẳng hạn như metformin hay là SU, và bây giờ bệnh nhân phát hiện ra là đã có các cái biến chứng tim mạch thì cần phải chuyển sang để hưởng cái lợi ích của nhóm SGLT2, thì việc mình điều chỉnh các cái thuốc đái tháo đường bệnh nhân đang dùng như thế nào, mình chỉnh liều như thế nào để khi mà mình phối hợp với một cái thuốc mới là thuốc ức chế SGLT2 ạ? Xin mời thầy bày ạ. Nếu mà bệnh nhân đang kiểm soát đường huyết tốt mà chúng ta chuyển sang dùng thuốc tức là thêm vào, dạ, hoặc là add-on thêm vào, thì chúng ta đều biết là chúng ta phải xem xét lại cái hiệu quả giảm đường huyết. Thì trong số các thuốc uống, tôi nói là các thuốc uống trước, thì metformin và SU là hai cái thuốc mà làm giảm được HbA1c nhiều nhất. Sau đó thì đến ức chế DB4 và sau đó là đến ức chế SGLT2. Còn Acarbo thì nó ở phía sau một chút. Pioglitazone thì hầu như bây giờ chúng ta không có rồi. Nhất là như bạn nói là có những tim mạch thì thường là chúng ta hơi e ngại một chút. Thế thì trong trường hợp đó thì tùy cái liều của SU, tôi nghĩ là chúng ta nếu thêm ức chế SGLT2 vào thì mà lại có biến chứng tim mạch, thì cái thuốc mà chúng ta cần phải giảm đầu tiên đấy là SU, về SU rõ ràng, hoặc là trung tính, hoặc là người ta đã nghi ngờ là nó còn có những cái bất lợi cho tim mạch thì chúng ta nên giảm SU. Và thông thường thì nếu bệnh nhân đang dùng liều rất là cao SU, ví dụ 4 viên gliclazid hoặc là glimepiris, tức là amarin chẳng hạn, liều tối đa 60g, thì chúng ta nên giảm đi khoảng độ, theo kinh nghiệm thôi, thì chúng ta nên giảm đi khoảng 1/3, 1/4, tức là đang từ 4 viên chúng ta bớt đi 1 viên, hoặc là có thể cũng đến 2 viên. Còn nếu bệnh nhân đang chỉ dùng có 1 viên gliclazid hoặc 1 viên glimepiris 20g thôi, thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta có thể ngừng hẳn và chúng ta thêm cái thuốc ức chế SGLT2 vào. Nhân tiện cũng thêm một chút là lúc đấy thì bạn có đặt câu hỏi cho thầy Hùng là vấn đề là chúng ta có ưu tiên sử dụng thuốc ức chế SGLT2 cho những bệnh nhân đái tháo đường hay không, thì trong cái khuyến cáo mà của Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, người ta nhấn mạnh là chúng ta xem xét vào bệnh nhân đái tháo đường phải trên 4 cái khía cạnh. Đầu tiên là xem có biến chứng tim mạch, thận hay không để chúng ta lựa chọn. Cái thứ hai đó là bệnh nhân có mong muốn là giảm cân hay không. Cái thứ ba là nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân, mong muốn tức là bệnh nhân phải không có nguy cơ hạ đường huyết hoặc giảm thiểu. Và thứ tư là giá. Thì trong 4 cái tiêu chí đấy, thì ngoài cái tiêu chí là trên bệnh nhân đã có biến chứng tim mạch hay là thận hay chưa, thì cái tiêu chí thứ hai là nguy cơ hạ đường huyết thấp, cái thứ ba làm giảm cân, thì ức chế SGLT2 đều là được hướng dẫn ưu tiên. Cho nên có thể bệnh nhân kiểm soát đường huyết rất tốt rồi, không có biến chứng tim mạch hoặc là thận, nhưng mà người ta đang cần giảm cân hoặc người ta muốn tránh cái nguy cơ hạ đường huyết, thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng thuốc ức chế SGLT2 là cái lựa chọn đầu tiên. Vâng ạ. Thưa thầy ạ, mà một câu hỏi tiếp theo em nghĩ chắc là sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ạ. Đó là xin hỏi thầy Bảy, với bệnh nhân đái tháo đường có COVID-19 nên duy trì HbA1c ở mức nào và phát hiện biến chứng toan cetone có khó không trong bối cảnh nhiễm COVID ạ? Vâng, cái đầu tiên là về HbA1c, chúng ta đều biết là HbA1c nó thay đổi rất là chậm. Trên các bạn thấy là trong slide tôi có nói là trong cái đồng thuận của ADA-EASD 2009 và trong cái khuyến cáo của ADA 2020, thì cái mục tiêu kiểm soát đường huyết mà trong nội viện người ta chỉ nói ngắn hạn, tức là chúng ta vì cái điều trị ngắn hạn trong nội viện chúng ta chỉ tập trung vào đường huyết mà thôi. Còn HbA1c nó chỉ có cái vai trò là lúc ra viện chúng ta xem xét cái phác đồ điều trị nào cho bệnh nhân, vì nhiều khi bệnh nhân đang dùng thuốc uống nhưng khi vào viện người ta vì bệnh nặng người ta phải chuyển sang thuốc tiêm, và lúc ra viện cân nhắc là có quay trở lại thuốc uống hay không, thì lúc đó người ta mới xét đến vai trò HbA1c là HbA1c nếu như là tốt thì có thể quay trở lại cái phác đồ trước được, còn nếu không tốt thì chúng ta phải tiếp tục dùng insulin. Chứ còn vì người ta chỉ nằm viện trong còn có một vài tuần thì chúng ta không dựa trên cái HbA1c, và HbA1c chỉ là một yếu tố để quyết định lúc ra viện, và lúc đầu vào là tiên lượng kiểm soát không tốt, nếu không tốt thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ nặng lên. Cái thứ hai là nhiễm toan cetone ở các bệnh nhân đái tháo đường thì rõ ràng đấy là một cái cũng tương đối là khó. Khó là vì tại sao? Vì chúng ta thông thường là cái nhiễm toan cetone ở giai đoạn nhẹ thì chúng ta rất là khó phát hiện, mà nó lại rất là phổ biến. Vì thông thường tốt nhất là chúng ta phải dựa vào xét nghiệm cetone máu. Cetone máu thì hoặc là chúng ta phải định lượng ở phòng sinh hóa, hoặc là chúng ta có thể sử dụng trong trường hợp sử máu mao mạch, chúng ta có cái máy của Abbott Optimum Isis thì có thể có một que thử riêng có thể đo được cetone máu, nhưng mà nó rất là hạn chế. Thì cái thức đơn giản hơn là chúng ta có thể dựa vào cetone niệu, nhưng mà vì cetone niệu thì nó lại chậm hơn và nó không phản ánh chính xác cái cetone máu, bởi vì cái thành phần chính mà đánh giá quyết định cái tình trạng nhiễm toan là acid beta hydroxybutyric thì nó lại không thể hiện trên cái cetone niệu, trên là nó tương đối khó khăn. Trên là chúng ta chỉ có cảnh giác là nếu như một cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, ví dụ bệnh nhân mà nhiễm covid, người ta bị sốt, người ta bị nhiễm trùng,
hoặc là đường máu người ta cao mà trên 13,5 mmol trên lít thì chúng ta phải nghĩ đến là bệnh nhân có khả năng là sẽ bị nhiễm toan ketone. Và thường nếu các bạn thử đường máu mang mạch lúc đó thì bao giờ bên cạnh những quả đường máu nó sẽ có một cái dấu hỏi là ketone hỏi chấm để nhắc chúng ta. Và trong trường hợp đó đơn giản nhất là chúng ta làm cái gì? Là chúng ta điều trị tích cực hơn, tăng liều insulin lên một chút, uống nhiều nước hơn và theo dõi đường huyết thường xuyên hơn. Trong bối cảnh mà khi mà quá tải chăm sóc y tế khi bệnh nhân nhập viện thì như thầy có nói là ở cái slide mình thấy phân tầng nguy cơ là cái mức đường máu vào mạch lúc đó khi bệnh nhân nhập viện là cực kỳ quan trọng, và đặc biệt ở nhóm mà đường huyết máu đường máu vào mạch trên 13,5 là có nguy cơ nhiễm toan ketone thì cái nhóm này chúng ta cần phải cực kỳ cảnh giác hơn, đúng không ạ? Dạ, thưa thầy Hùng ạ, có một câu hỏi em nghĩ là mặc dù muốn chấm dứt nhưng mà rất là vui mừng khi được có được nhận khá nhiều câu hỏi từ quý đồng nghiệp ạ. Em nghĩ câu hỏi này cũng là băn khoăn của khá nhiều bác sĩ mà thậm chí là cả nhân viên y tế và những người mà đang theo dõi dịch bệnh COVID hiện nay, khi mà những ca tử vong đầu tiên ở Việt Nam chúng ta đều thấy là trên chủ yếu là các cái bệnh nền rất biến chứng rất nặng của bệnh tim mạch, ví dụ chẳng hạn như nhồi máu cơ tim, suy tim trên bệnh nhân đã có bệnh thận mãn tính, tăng huyết áp. Vậy thì khi mà mình trả lời về câu hỏi thì ở nhóm bệnh nhân này mình sẽ nêu rằng là bệnh nhân là tử vong do COVID hay là bệnh nhân tử vong do bệnh nền và có đường mắc COVID ạ? Thì quan điểm của thầy về lĩnh vực này thế nào? Thực ra cái này thì là cũng vấn đề thì chúng ta cũng đã được nghe hội đồng chuyên môn người ta cũng trả lời dứt khoát rồi. Thì tử vong nó phải có một cái nguyên nhân nào khác, COVID chỉ là một cái để dẫn tới, thường là dẫn tới để có cái biến chứng của tử vong. Thì chúng ta thấy là những cái ca người ta cũng đã trả lời rất rõ, có ca là tử vong là trên nền một cái bệnh nhân nặng mãn tính như thế, người ta bị nhồi biến chứng nhồi máu cơ tim thì trên nền một cái COVID là như chúng ta được nghe rất rõ là như giọt nước để làm tràn đầy ly và để bệnh nhân như vậy. Thì do cho nên là tôi nghĩ là cái này nó tùy từng bệnh cảnh thực tế của bệnh nhân, và cái hội đồng khoa học người ta đã xem xét rất là kỹ rồi thì người ta có thể đưa đến kết luận như vậy. Bởi vì có thể là bệnh nhân đấy biến chứng tim, biến chứng phổi, biến chứng thận vân vân, thì tùy từng trường hợp thì để chúng ta đưa ra cái kết luận nó thực tế. Thì chúng ta đã nghe rất là rõ, hội đồng đã kết luận là COVID giống như là một cái giọt nước tràn đầy ly ở những cái bệnh nhân đã có những các cái biến chứng bệnh nền rất là nặng, và chính các cái biến chứng ví dụ như về tim mạch rồi về suy tủy rồi về thận có thể dẫn tới là cái nguyên nhân tử vong của người bệnh. Vậy thì tôi cũng đồng ý với thầy Hùng, bởi vì quay trở lại các bệnh nhân đái tháo đường, mặc dù là đái tháo đường tử vong rất là nhiều nhưng có bao giờ người ta kết luận là đái tử vong do đường huyết cao đâu. Bệnh nhân đa phần là tử vong là do gì? Do suy tim, do nhồi máu cơ tim hoặc do tai biến máu não, chứ người ta lại không chết vì cái đường huyết, tỷ lệ mà chết vì tăng hoặc giảm đường huyết tỷ lệ rất là nhỏ. Thì cũng giống như các bệnh nhân nhiễm COVID, COVID nó là cái bệnh lý thêm vào, nó thúc đẩy các bệnh lý nền nặng hơn và nó gây ra cái tử vong. Trong các cái chúng ta vừa được nghe slide của thầy Bảy nói trong cái tổng kết ấy, thì cái nguyên nhân chết hàng đầu là tim mạch tới 13,2%, sau đó là đái tháo đường là khoảng 9,7%, rồi tăng huyết áp vân vân. Đấy là cái nguyên nhân mà người ta cũng đã liệt kê ra. Rõ ràng là trong bối cảnh dịch bệnh COVID hiện nay thì việc chúng ta phát triển các cái hệ thống thăm khám từ xa, hạn chế cái việc tiếp xúc trực tiếp giữa người bệnh và nhân viên y tế đến các cơ sở y tế có nguy cơ lây nhiễm cao, và đặc biệt là những cái buổi tọa đàm như Tâm Điểm của chúng ta hiện nay thì em thấy là phát hiện là có thể hiện tình yêu Việt rõ ràng nhất ạ. Vâng ạ, kính thưa quý đồng nghiệp, do thời lượng của chương trình chỉ chọn gói trong một tiếng đồng hồ, phần hỏi đáp trực tuyến xin được khép lại tại đây. Tuy nhiên, quý đồng nghiệp có thể xem lại nội dung của tọa đàm trên group và kênh YouTube của chương trình. Những câu hỏi gửi về sau vẫn sẽ được chúng tôi tiếp tục tiếp nhận và chuyển tới các chuyên gia khách mời. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng sẽ gửi đến quý đồng nghiệp thông điệp ngắn gọn và tâm đắc nhất về bệnh lý tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường. Vâng ạ, xin mời thầy ạ. Vâng, thì chúng ta qua một cái thời gian khoảng hơn một tiếng một chút thì chúng ta đã được nghe tiến sĩ Bảy đã trình bày rất rõ ràng và những các cái câu hỏi rất là quý của các bạn về bệnh đái tháo đường và bệnh lý tim mạch. Thì chúng tôi xin có một số các cái tóm tắt ngắn gọn như sau. Thì chúng ta cái điểm thứ nhất là chúng ta thấy là biến chứng tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của bệnh nhân đái tháo đường, và trong số các bệnh nhân tim mạch thì lại có một tỷ lệ khá lớn bệnh nhân có đái tháo đường. Do vậy hiện nay trong thực hành đối với các nhà làm lâm sàng thì không còn cái ranh giới giữa bác sĩ tim mạch và bác sĩ nội tiết. Bác sĩ tim mạch chúng ta vẫn phải chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường, và bác sĩ nội tiết chúng ta cũng có trách nhiệm là điều trị để ngăn ngừa các cái biến cố tim mạch. Và việc điều trị tốt đái tháo đường là không chỉ là kiểm soát tốt đường huyết mà còn nhắm tới mục tiêu là giảm các biến cố, trong đó chủ yếu là các biến cố chính về tim mạch. Và chúng ta rất vui mừng là hiện nay đã có những các cái tiến bộ mới, những các cái nhóm thuốc mới để có thể giúp chúng ta
nhằm được cái mục tiêu không những chỉ kiểm soát đường huyết mà có thể làm giảm các cái biến cố tim mạch. Nhưng không bao giờ được quên là cái chế độ kiểm soát bằng tập luyện, ăn uống và cái chế độ không dùng thuốc phải hết sức là tuân thủ. Và trong cái một trong những các cái vấn đề nóng hiện nay là chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đái tháo đường trong bối cảnh dịch Covid nó cũng giống như là bệnh lý tim mạch trong bối cảnh dịch Covid mà chúng ta cũng đã được dịp bàn tới, thì cả tim mạch và đái tháo đường đều là những các cái biến cố rất là nặng. Khi bệnh nhân bị nhiễm Covid thì đấy chính là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong, và bản thân các bác sĩ, người thầy thuốc cũng như người dân phải có một sự thay đổi trong cái tình hình mới, trong trạng thái bình thường mới về cả chiến lược điều trị, chiến lược tư vấn từ xa cũng như là chiến lược để dùng thuốc để đảm bảo được cả cái hiệu quả tối đa nhất. Và xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng ạ, xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Công Bảy đã dành thời gian tham gia cùng với Tâm Điểm tuần này ạ. Đặc biệt là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trong phần bàn luận. Chúng tôi hy vọng là sau chương trình sẽ giúp quý đồng nghiệp tốt hơn trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng biến chứng tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường. Hy vọng được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trong các số tiếp theo. Chủ đề của Tâm Điểm số 10 ngày 15 tháng 8 sẽ là chẩn đoán và điều trị thuyên tắc huyết khối ở bệnh nhân tim mạch. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cứ đu hơn mắt rồi, mắt khóc. Đang chỉnh mic cho thầy Bảy, mắt này.